Đó, các bạn sẽ thấy là nó đổ, nó chìm xuống dưới. Này là chắc ai cũng có thể uống được, dễ dàng uống. Tequila Sunrise. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Check-in Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Để mình pha một cái gì đó cho các bạn uống nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ pha một cái món cực kỳ là đơn giản luôn. Nó tên là Tequila Sunrise. Và mình sẽ pha một cái version mà đại đa số chúng ta thường biết, đó chính là Tequila Orange Juice và Grenadine Syrup. Thì cái món này được tạo ra vào những năm 1970 và được tạo ra bởi Poppy Lozoff và Billy Rice ở cái quán bar tên là Trident Bar ở California. Và cái món này, cái danh tiếng của cái món này á, được nhiều người biết tới là nhờ một cái ban nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ tên là Rolling Stone. Thì họ đã uống cái món đồ uống này trước khi, trong cái buổi tiệc mà trước khi họ bắt đầu cái tour lưu diễn vòng quanh nước Mỹ vào năm 1972 á. Thì và trong cái tour lưu diễn đó thì họ cũng đã đem cái món Tequila Sunrise này ra rộng rãi tới mọi người biết. Nhưng mà và thêm một cái bước nữa là đến năm 1973, ban nhạc The Eagle là cái ban nhạc mà nổi tiếng với bài hát Hotel California mà chúng ta thường nghe á, thì ban nhạc này đã ra một cái bài hát tên là Tequila Sunrise, và từ đó là cái danh tiếng của Tequila Sunrise nổi khắp trên toàn cầu. Không chỉ là bởi vì cái bài hát mà nó cũng chỉ bởi vì nó bởi vì cái mùi vị nè, cái màu sắc, đồng thời là cái đồng thời nó quá là dễ làm đi, cho nên là nó rất là nổi tiếng. Ok, bắt đầu làm thôi. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Và để pha cái món này thì nó cực kỳ là đơn giản luôn các bạn. Các bạn chỉ cần một cái ly cao như thế này. Thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái ly cao, hay là nếu mà các bạn muốn uống nhiều tequila một xíu thì các bạn sử dụng cái ly ngắn hơn cũng được, không sao hết. Ok, và nguyên liệu thì chúng ta sẽ cần một chai tequila Blanca. Thì như mình đã nói ở video về rượu nền thì chai tequila Blanca là chai tequila mà không qua ngâm tẩm, ngâm ủ trong cái thùng gỗ sồi á, thì cái hương vị agave của nó sẽ thuần khiết nhất. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng chai Josecuba. Ngoài ra thì mình sẽ cần orange juice nha. Orange juice thì các bạn có thể sử dụng cái nước cam ép mà mình tự vắt tay ra, hoặc là nước cam ép trung hòa cũng được. Tuy nhiên là mình cảm thấy là nước cam ép mà vắt ra thì nó sẽ ngon hơn. Trong cocktail thì cái nào vắt ra, ví dụ như nước chanh hay là nước ép thơm hay là nước ép cam mà kiểu như từ cái trái luôn á, thì nó sẽ ngon hơn là trong những cái hộp ha. Và cuối cùng thì mình sẽ cần một xíu Grenadine syrup là syrup lựu. Ok, và bắt đầu pha thôi, rất là đơn giản luôn. Đầu tiên là mình sẽ cho đá vào nha các bạn, cho đá vào trong ly. Ok, sau khi cho đá vào trong ly rồi thì chúng ta sẽ cho vào đây 2 shot là 60 ml của tequila. Beautiful. Và tiếp theo sau đó thì mình sẽ thật ra là phải đo, nhưng mà mình sẽ bỏ vào đây là khoảng 120 ml của orange juice, nhưng mà thật ra là mình chỉ cần top up với lại orange juice thôi. Ok, sẽ khuấy nhẹ lên một xíu ha. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào đây khoảng 5 ml của Grenadine syrup để tạo màu. Thực ra là có những cái công thức thì người ta sẽ bỏ khoảng 10 ml, nhưng mà mình cảm thấy là orange juice nó đã đủ ngọt rồi. Cái này mình bỏ vào quá nhiều á thì nó sẽ hơi bị ngọt á, nên là mình sẽ bỏ vào đây khoảng 15 ml thôi. Bỏ vào nhiều quá thì ngọt quá thì nó lại khó uống. Ok, và mình sẽ đổ nhẹ bên góc này nè. Thì theo cái nguyên lý mà phân tầng mà mình đã nói ở trong Rainbow Shot hay là B52 thì Grenadine lúc nào nó cũng nặng hơn á, nên là khi mà đổ xuống chắc chắn nó sẽ chìm xuống dưới nha các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy là nó chìm xuống dưới. Ok, trong thời gian đợi nó chìm thì mình sẽ cắt trang trí, cắt một cái miếng cam.
trên cái miếng kem này. Mình dễ gắn vô. Rồi mình sẽ có một trái cherry nữa ha. Mình cũng sẽ khứa cái trái cherry luôn để mà mình gắn lên trên cái thành ly. Rồi đơn giản là mình sẽ gắn nó lên trên cái thành ly như thế này. Trái cherry cũng vậy luôn. Trái cherry nó nhiều quá. Lấy khăn lau một xíu. Done. Và đây là món tequila sunrise. Ok. Sẽ hơi khuấy nhẹ cái lớp này lên một xíu nha, tại vì thì ra mình không thích uống ngọt lắm á. Những bạn nào thích uống ngọt thì các bạn có thể khuấy hết lên, còn không thì các bạn có thể cứ để cái lớp đó thôi, hơi khuấy nhẹ lên một xíu để nó lại kiểu như tạo một cái màu sunrise cho nó đẹp. Rồi giờ hơi ngọt thì khá là ngọt. Với mình thì mình sẽ để như vậy, mình sẽ không khuấy nó lên nữa, tại vì mình hơi khuấy nhẹ lên rồi mà nó đã ngọt như vậy rồi thì cái lớp ở dưới thì chắc chắn nó sẽ rất là ngọt, nên là mình sẽ để nó như vậy. Nhưng mà cái mùi của tequila nó lúc nào mùi của tequila nè, lúc nào nó cũng sẽ rất là hòa quyện với lại lime nè, hay là bưởi nè, hay là muối nè. Ví dụ như món Paloma thì nó lại chung với lại cái red fruit soda, là cái soda bưởi mà bưởi hồng á. Đó là lý do mà những cái dòng bưởi, những cái dòng citrus thì nó khá là thích hợp với lại cái mùi vị của tequila nha. Yum, rất là dễ uống, ngọt. Nếu mà các bạn thích mà nếu mà các bạn thích ngọt xíu nữa thì các bạn có thể đánh lên đây. Mình tại vì cái cam mình sử dụng nó hơi ngọt, cái vị của nó hơi ngọt xíu. Nếu mà cái vị của cam, cái trái cam mà mình vắt ra, mà những cái trái khác mà nó hơi chua chua xíu thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn. Rất là thích hợp cho cái này, là chắc ai cũng có thể uống được, dễ dàng uống. Tequila sunrise. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video tới tận bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi cái chuỗi video mình đang làm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye. Thank you.